Đây là bậc nhạc Huế này. Đang đi signal và quay trăng Huế này. Ai mua trăng tôi bán trăng cho này. Chẳng bán tình duyên cái gì anh Trung nhỉ? Cái gì? Đang đi signal và chỉ quay trăng thôi này. Trăng đẹp. Trăng này của người ta gọi là trăng chính ngọ này. Đấy. Hôm nay là 16 anh nhỉ? Hôm nay là 16 tháng 8. Ăn đi ăn bún bò rồi chứ không? Không, để sáng mai đi anh ạ. Thôi. Đường phố rất yên lặng và rất nhiều cây này. Đấy. Đây là khách sạn gì ạ? Endora. Đây là khách sạn Endora này, đang xây dựng xong rồi. Đúng là gió mát trăng thành thật. Xây dựng luôn anh. Khách sạn này khách sạn gì anh? Chưa biết khách sạn nào. Đây là quảng quảng trường luôn à? Quảng trường bên kia. Đó là công an thành phố. Công an thành phố. Ở đây là tập trung toàn ngân hàng quanh đây đúng không? Đúng rồi. C-Bank, BIDV này. Đúng rồi. Bộ đâu nào của hệ đạo của quốc này. Anh là cho thuê xe máy này. Thuê xe máy ở đây là bao tiền ngày anh nhỉ? Là tùy thuê xe. Thuê xe là bao tiền ngày? Thì anh chọn xe đi chứ. Xe bình dân thôi ạ. Bình dân thì khoảng 120. Đi cả ngày luôn ạ. Đi cả ngày luôn. Xăng dầu anh đổ. Vâng. Cảm giác Huế rất yên bình nhỉ anh nhỉ? Được, yên bình. Rồi yên bình anh đi vòng chơi anh ơi, đi vòng hết phố luôn về về ngủ. Đây là đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương. Là gần như là trung đường trung tâm của thành phố Huế à nhỉ? Trung tâm bên kia nữa. Không phải gần kia, qua cổ đô. Như ban ngày luôn nhỉ? Để hết cả giày dép hết ở ngoài luôn này. Đưa anh ưa qua công tiền không? Đi qua cầu luôn nha. Thôi khi anh em mình đi về anh ngủ đi nha. Hay đi.
anh lại nhau. Đi đi tour là bao nhiêu? Đi thoải mái luôn. À, có nghĩa bao bao nhiêu tiền? Bao tiền hai người? 650. À, một xe là mỗi xe 150 á? Dạ, thoải mái. Ôi rồi đắt đắt luôn. Thì nó mày ăn bên là mày ăn chợ bên. Thoải mái. Chơi ngắm tăng xe thoải mái. Đây là khách sạn gì đây? Imperial. Đẹp thế nhỉ? Làm sao đây? Làm sao cơ? Ở đây là có ăn đêm nhá anh. Ở đây là có ăn đêm nhá chú. À. Chả ông Đình vừa uống cốc rồi. À, uống ở đâu? Uống ở chỗ này, chỗ gì anh nhỉ? Cái gì xưa nhỉ? Vĩ Dạ Xưa. Thằng này ăn một cốc bao nhiêu tiền? Tôi có 43.000 đấy. 43.000. Ăn một ký. Uống chua lên lết. Ba tháng hôm. Nhưng mà ở đây cũng nhận đẹp thật. Đẹp đúng rồi, vì đẹp rồi đó. Thằng Kiều Giang đang dạy như bây giờ cổ đấy. Còn anh mua một ký về, bây giờ anh uống không bao giờ hết. Một ký mày sao thế đâu anh? Là mấy nghìn? Mày ăn là tấm 6 ấm này. Còn gọi là nửa ký, gọi là ký. Ôi sao ở đây nhiều khách sạn đấy nhỉ, chú nhỉ? Cả một răng. À, mò răng à? Một răng. À, đây là cầu đây là cầu gì ạ? À? Cầu Trường Tiền. À, cầu Trường Tiền à? Đi qua cầu này là rất nhiều tiền đúng không? Nhiều tiền. Trường Tiền nhiều tiền. Tiền dài dài. Đây là sông Hương đúng không ạ? À. Cảm giác rất giống cầu ở Long Biên đúng không? Đúng rồi, hàng công một lượt. Vâng. Một lượt tôi hàng với giáo đấy. Vâng. Thế còn cái những cái kia là cái gì? Thuyền nổi trên sông ấy ạ? Là cái nhà hàng. À. Còn dưới kia là thuyền. À vâng. Anh đưa đi tour là anh về đóng một vé đi tour. À. Anh đi đông không? Căn bản là không có thời gian chú ạ. Yeah. Vâng. Đi xích nổ tối này kia thì nó lại tưởng mình là Tây thì. À, cháu thì được có 3 hôm thôi ạ. Đi. Nhưng mà cầu này cảm giác là nó chắc chắn hơn là cầu Long Biên anh Trung nhỉ? Vì cái đầu cầu này mới phải làm. Dạ? Không có một lửa là mà cầu này mới nâng cấp. Cầu này cảm giác là nó đinh vít thứ nó tán nó chặt hơn đi. Cái chỗ cột cờ kia là mới ở trung tâm hay là như nào? Cổ đô đấy. À, cổ đô à? Cái dòng hồ của con cháu vô kia chứ ở đó đấy. À, vâng.
Cầu này là dài bao nhiêu cây số hả chú? 600 mét xong là đi lâu đấy chú. Có những cái đèn kia là người ta cào hến ạ? À? Cụm hến. À, cụm, người ta gọi là cụm hến ạ? À? Cụm hến, thẳng dưới hòn đảo đấy. À. Là bờ sông và dưới là có một hòn núi đấy. À. Đấy. Sao người ta không cụm bằng này ạ? À? Là cái cụm đấy, có một cụm đấy. À. Thẳng dưới hòn đảo đấy, xung quanh là nước hết, còn ở một cái cụm hến đấy. Bên kia là bản cơm hến. À. Đặc sản ở bên đó. Có nghĩa là để cho ví dụ như người ta cào trước thì sẽ bị hến, nó sẽ bị chết đúng không ạ? À, cào xong là đến sáng mai là bán sớm ạ. Bán sớm đó. À vâng vâng. Cào khoảng 3 giờ sáng người ta lên. À vâng vâng. Người ta bán cho mấy người bán cơm hến. Vâng. Lên phía này phải không? Coi là đi vòng quanh hoàng thành luôn ạ? À? Hoàng thành luôn đấy, đấy. À. Phố trong hồ cũng có chỗ vua luôn. À. Anh uống rượu được không? À. Dạ. Mạng đấy. Rượu Minh Mạng thì bao nhiêu tiền một lít ạ? À? Mày uống người ta có lấy tiền đâu. À. Bao tiền một lít ạ? À, cứ vào đấy là người ta cho uống miễn phí ạ? Dạ. Nhưng mà rượu Minh Mạng thì có phải từ thời Minh Mạng hay là người ta... Rồi, mua Minh Mạng. Từ thời mua Minh Mạng á? À? Ôi giời, cháu không tin đâu. À, phương thức của Minh Mạng thôi. Đúng rồi, chứ làm sao mà được từ cái thời Minh Mạng mà... Dòng hồ của nó mà... À. Lại đúng rồi, coi là truyền lại cái bí kíp ấy thôi. Người còn rượu thì chắc là rượu mới nấu và truyền lại cái bí kíp mà như kiểu để ngâm ấy. Thằng Thiệu là cái công thức đi mày. Đúng rồi. Cái công thức đó giống như anh. À. Anh mua đồ mà rồi anh mua đồ nắng á. Vâng, vâng. Đồ đâu vói á. Đang đi vào trong thành ấy ạ. À, trong thành ấy. À vâng. Đây là cái gì anh? À đây chú. Là trường học á. À. Bác trường học mà sao xây dựng đẹp ấy nhỉ? À. Trường cấp 2 đấy. À. Kiểu phong cách như kiểu thầy Pháp chứ nhỉ? Vâng. Nhưng mà xây dựng từ đây vào này, vào bắt đầu vào cổ đô này, vào trong hồ của nó. À. Phong tục à. Nhưng mà chính cha mà ban ngày đi sinh nô này mới hay này. Ngày cả quán làm rồi. Ăn ngồi cũng nổi mà sinh nô làm rồi. À.
có về được mấy lần rồi. À, cháu lần này đầu tiên ạ. Sáu năm bảy năm rồi lần. Ôi ôi, nó thành nó lại dày thế nhỉ? Nó phải đến mấy chục mét đấy. Này, có lẽ là dòng họ vừa đó. Tốn thường tốn nước đấy. Kiểu cây cổ thụ thế nhỉ? Đây cả một cái khu này luôn à? Hay là trong ở trong hết khu này luôn ạ? Đúng, khu này luôn. À dạ. Trong này là cấm ô tô. Này là cấm ô tô. À, vâng. Nhưng mà buổi tối mà đi vào những cái chỗ linh thiêng này cảm giác nó cũng hơi sợ. Sợ chi? Cái này là cái tâm to là cái sự án của vua. À, có lẽ sự án hồi xưa của các vua. Của vua. À vâng. Trong này nhiều cây cổ thụ đẹp chứ nhỉ? Cái bên này là bên gì ạ? Bên này là trường học. Lại trường học tiếp. Trường học. Mà phòng nào cũng có điều hòa. Ủa ôi. Tân Quốc Toàn. Ở trong này hình như người ta không cho xây nhà có tầng đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Ồ. Kia thế bên kia là nhà gì đấy ạ? Dạ, đây là nhà của dân này, nhà của con cháu của chúng tôi trước đấy. À. Đây là cơ sở sản xuất. À, rượu cung đình nón lá hạt sen đúng không ạ? Bây giờ là gần 1 giờ rồi nhưng mà vẫn tiếp khách bình thường. Đấy. Ok. Đấy, còn phải dùng đục để mở khóa. À, đây là hai anh em đang vào trong đây là uống trà cung đình này. À, và bây giờ là ôi dồi, thơm nức hết cả. Đây là hương cung đình này. Đây là tháp trầm hương này. Đây là bột nghệ nguyên chất này. Tâm sen này. Đây là tinh dầu hoàng cung này. Bột gạo lứt này. Ôi. À, đây là rượu này. Đấy. Đây là trà thảo dược hoàng đế 26 vị này. Đây là minh mạng ngâm rượu thực phẩm chức năng. Đây là dầu trầm nguyên chất này. Đây là tinh dầu quế này. Mời anh ngồi đây dùng cốc trà đấy. Đây là
tôm chua, tôm chua đặc sản của Huế này. Đây là phấn nụ gia truyền này.